Xin chào mọi người, nhất là những người anh, những người chị tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Đây là video clip em làm về vận hạn của 6 tháng cuối năm của năm Mậu Tuất 2018. Do là vận hạn thì mình nam nữ gì nó cũng giống nhau, nó chỉ có là xét từ vận hạn thì xét nhiều là mạng nè, thiên can và địa chi ha, rồi là kết hợp với là cái vận niên của cả năm. Thì vận niên của cả năm của năm 1964 Giáp Thìn á, thì cả nam và nữ thì em đã làm rồi, cho nên là em sẽ không nhắc lại và em chỉ gặp chung vào nói cho những người Giáp Thìn biết là vận hạn của 6 tháng cuối năm nó như thế nào thôi. Thì đây là video clip mà có thể nói là năm nay rất là nhiều anh chị gọi điện đến mà xin nhờ em tư vấn. Tại vì sao? Tại vì cái tuổi này năm nay thì thật sự nó rất là xấu, như mọi người đã biết từ đầu năm, đúng không? Thì năm nay là dù rằng nó là bổn mạng được tương sinh, là người Giáp Thìn sinh năm 1964, nam nữ thì đều là mệnh hỏa. Năm nay năm mộc mà lại là can mậu thì thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, cho nên gọi là bổn mạng được gọi là tương sinh và được năm hỏa vượng như thế này thì tốt cho bổn mạng, không có vấn đề gì nhiều lắm. Thí dụ bệnh tật nó cũng không quá lớn, nạn thì nó cũng chỉ là trầy xước nhẹ nhàng. Nhưng tuy nhiên đây là một năm đầy khó khăn, vì sao? Nam thì dưỡng sao La Hầu mà nữ thì dưỡng sao Kế Đô. Vận niên của cả hai người đều là cẩu cùng phong, tức là chó đi dạy, mà cái vận niên rất là xấu rồi, đúng không? Từ đầu năm giờ là coi như đến mới có tháng 4 thôi mà các anh các chị Giáp Thìn này gặp khá nhiều khó khăn. Từ sao hạn của các anh là tam kheo, nhưng mà hạn của các chị là thiên tinh, rối rắm tranh chấp đủ điều, cho nên là phần lớn của các chị năm nay là rất là khó khăn. Cái thiên can á, thì cả anh các canh các chị là chữ giáp, gặp năm mậu là giáp khắc mậu, mà thiên can thì ảnh hưởng nhiều phần công việc và giao tế, thì nó sẽ đem đến là nhiều cái điều mà không tốt đẹp. Phần địa chi á, thì lại là lục xung, đúng không? Địa chi thìn gặp tuất là lục xung, như vậy là thiên can địa chi thì xung khắc, gia đạo tình cảm không suôn, công việc thì không tốt, gặp rà vào ở dưới sao, tưởng có sao mà tốt thì sao mà cũng xấu luôn, vận niên cũng xấu. Nói chung là với những người Giáp Thìn, dù là nam hay nữ mạng, thì năm nay là một năm có thể nói là bị thái tuế rồi, bị mọi điều xấu chiếu vào, cho nên là các anh các chị từ đầu năm tới giờ là mình có duyên gặp các anh các chị cũng khá nhiều, và các anh các chị cũng có nhờ mình giúp đỡ nhiều. Thì may mắn một tí xíu là mình như đã nói, đúng không? Là đã nói ở trong những cái video mà mình làm 6 tháng đầu năm với lại tử vi của cả năm thì nó nói là các anh các chị cố gắng vượt hết tháng 6 thì mọi điều nó sẽ đỡ đần hơn. Và đúng như vậy, cái vận niên, cái vận hạn mà của 6 tháng cuối năm của các anh các chị thì nó cũng tương đối nhẹ nhàng hơn là những tháng đầu năm. Thì em đã làm tới tháng 6 rồi, em lịch rồi, tức là tháng Kỷ Mùi rồi. Thì bây giờ tiếp theo của cái năm Mậu Tuất 2018 đối với người Giáp Thìn là tháng Canh Thân, tháng 7 âm lịch, tháng Cô Hồn. Canh Thân này là tháng mộc, đúng không? Như vậy mệnh là mộc sinh hỏa, gặp năm hỏa vượng nữa, cho nên là bản mệnh là rất tốt. Khi bản mệnh được tương sinh á, thì các cái tinh quân tốt ở trong cái mạng, cái tử vi của các anh các chị á, sẽ phục sáng hơn, sẽ phần nào nó đỡ đần hơn cho cái sao mệnh, cái vận, cái tử vi của mình tốt đẹp hơn. Tuy nhiên là thiên can á, thiên can cái chữ canh của canh thân á, nó lại khắc chữ giáp. Tháng khắc thiên can, công việc dễ sinh rối rắm bế tắc. Bản thân là mậu khắc giáp rồi thì gặp, đúng không? Quên, giáp khắc mậu là của cả năm rồi, gặp tháng này là tháng canh nó khắc giáp nữa, thế là coi chừng công việc rơi vào bế tắc và hao tốn tiền tài ha. Nhưng mà nhờ mệnh tương sinh thì hy vọng rằng nó sẽ khống chế được bớt phần nào. Phần địa chi á, thì tháng canh thân á, là có tam hợp thân tí thìn, đem lại nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Tam hợp mà, tam hợp thì gia đạo xung xuê, đầy tiếng cười ha, thì nó sẽ khống chế cái việc mà cái canh nó khắc giáp, tháng khắc thiên can, công việc dễ sinh rối rắm này. Như vậy là tháng canh thân thì có
ba cái để xét thì chúng ta có hai cái được tương sinh, một cái thì bị tương khắc. Như vậy thì không đến nỗi nào, đúng không? Có thể là hai cái kia nó sẽ tương sinh, nó sẽ khắc lại, nó sẽ khống chế được cái phần của tháng tâm thân đi, và sẽ đem đến cái sự may mắn cho các anh các chị. À ha. Rồi, tiếp theo là tháng 8, tháng trung thu, tháng mùa thu ha. Tháng trung thu thì năm nay tháng trung thu là tháng Tân Mộc. Năm Mậu Tuất thì tháng 8 âm lịch là tháng Tân Mộc. Tân Dậu Mộc. Tháng Mộc nó là một Tân Mộc luôn ha. Mệnh là Mộc tương sinh Hỏa. À cũng giống như trên thôi. Tháng mà ha, tháng này là Mộc âm. Ha, bản mệnh rất tốt ha. Thì bản mệnh mà như được tương sinh như trên thì đã nói là các tương quân tốt sẽ tốt lên. À, thiên can tân với giáp á, là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên á, tân á, của chữ Tân Dậu này á, nạp âm ngũ hành đó là kim, chữ giáp là mộc. Như vậy tân nó khắc giáp về nạp âm ngũ hành, cho nên là có thể nói là công việc của tháng này cũng vẫn tiềm ẩn những khó khăn. Nó tốt hơn cái tháng 7 âm lịch thôi, chứ chưa chắc là hoàn toàn là được mỹ mãn. Tuy nhiên là cũng không quá phải lo lắng đâu ha. Rồi, Dậu và Thìn. À, Dậu và Thìn là thuộc nhóm lục hợp, mà lục hợp là đem lại nhiều may mắn. À, lục hợp mà lục hợp thì có nhiều cái. Như vậy là tháng mà Tân Dậu này là tháng hoàn toàn tốt rồi. Về mặt nạp âm ngũ hành đó thì Mộc sinh Hỏa là bổn mệnh được tương sinh, các tương quân tốt được tươi sáng. Thiên can tân giáp thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Thì chỉ có nạp âm ngũ hành của thiên can thì bị tương khắc thôi. Nhưng mà nạp âm ngũ hành của thiên can bị tương khắc thì nó không quá đem lại nhiều khó khăn đâu bằng cái tử vi. Còn Dậu Thìn thuộc nhóm lục hợp, cũng như tháng 7 chúng ta có được hai cái là tương hợp. À, nhưng mà thiên can của tháng 8 này thì không xung không khắc, đỡ hơn cái thiên can của tháng 7. Như vậy có thể nói là tháng 8 ok ha, ngon lành ha. Được rồi, đến tháng 9. À, tháng này là tháng khá rắc rối đây. Tại sao? Tháng 9 của năm nay là tháng Nhâm Tuất, một tháng thủy. À, mệnh là thủy khắc hỏa. À, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng. Năm nay thì về bổn mạng, tức là các anh các chị có suy nhưng không nguy. Lý do nào? Bổn mạng của cả năm là mộc, bình địa mộc sinh hỏa của các anh các chị. Vốn dĩ năm nay là năm hỏa vượng. Tại sao năm hỏa vượng? Nói là năm những người mệnh hỏa nó rất là tốt về bổn mạng. Mà năm hỏa vượng thì như đã nói, như đầu năm đó, hỏa vượng thì cháy nhà rồi chỗ nhiều, từ nam chí bắc cháy quá trời cháy luôn, cháy tròn, cháy lớn, cháy cao không ha. Rồi thiên can ha, thì là nhâm giáp. À, không có xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. À, tuy nhiên nhâm là thành thủy, giáp là hành mộc, như vậy là thủy sinh mộc. À, có thể nói thiên can của tháng này là về mặt nạp âm ngũ hành là tương sinh. À, công việc nó có thể sinh tài lộc, nhưng mà nó sẽ tốt lành, nhưng mà không lớn lao đâu. À, cho nên là ok. Rồi thiên can Thìn với Tuất, và như đã nói Thìn Tuất là lục xung. Mà lục xung là gì? Là mô tả cái sự đối chọi, chống đối nhau giữa hai cái con này. À, như vậy là tháng 9 không có ngon lành đối với người giáp Thìn. À, chỉ có cái thiên can thì công việc không có vấn đề thôi, nhưng mà thủy khắc hỏa, bản mệnh khắc tháng, cần cẩn trọng, thậm chí là sẽ có suy bản mệnh một tí xíu. Cho nên là các anh các chị thì tháng này em nên cẩn thận, nhất là các anh có nhậu nhẹt thì đó nó chừng mực thôi, đừng có quá. Các anh bị xây xát tay chân nhẹ đó, dễ coi chừng ra đường xe nó quẹt cái về sức cái chân, quẹt cái tay nữa mất công ha. Cho nên là cẩn thận để mà vượt qua. Địa chi thì nó lục xung thì nó hay, không phải chỉ lục xung là việc gia đạo gây cho mình buồn phiền đâu, nó lục xung thì nó tùm lum hết, chứ nó không phải gây gia đạo buồn phiền không đâu. Các anh các chị nên cẩn thận đề phòng. À, rồi tiếp theo tháng 10 là tháng Quý Hợi, một tháng thủy nữa của năm Mậu Tuất 2018. Như vậy là bản mệnh cũng như tháng 9, các anh các chị bị là thủy khắc hỏa ha. Tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng. Thiên can giáp Quý,
cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, quý thì hành thủy giáp thành mộc, cho nên có thể nói là được tương sinh về mặt nạp âm ngũ hành. Hợi thìn không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như vậy tháng 10 này thì về công việc thì cũng sẽ tốt đẹp như tháng 9. À, không có chuyện gì quá lớn lao, thậm chí là có sinh tài lộc tốt hơn, tại vì cái chữ quý thủy nó sẽ tốt hơn là cái chữ nhâm. Rồi bổn mạng thì tháng này các anh các chị cũng cần cẩn thận ha, giờ cho nó cũng giống cái tháng 9. Rồi tiếp đến là tháng 10, à một tháng Tý. À, tháng 10 năm Mậu Tuất này là tháng Giáp Tý, thì mệnh của tháng Giáp Tý là tháng Kim. À, như vậy hỏa của các anh các chị khắc kim, bổn mạng tương khắc tháng, à, đề phòng tai nạn nhưng nhẹ thôi, không có lớn, không có nặng đâu, tại vì do dù sao đi nữa mình khắc nó nhưng mà nó khắc mình. Thiên can á thì chữ giáp đồng hành, à, đồng hành mộc, mà chữ giáp đồng hành mộc có năm nay năm hỏa nữa, cho nên có thể nói là tháng 11 là tháng tốt cho công việc cho anh chị, rất là dễ sinh tài lộc. À, mà không những là tài lộc ngắn đâu, tài lộc lớn nữa. Địa chi thì thân tí thìn là tam hợp. À, như đã nói ở trên tháng thân thì thân tí thìn là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc nữa. Như vậy tháng 11 là một tháng tốt cho công việc, tốt cho gia đạo, có nhiều tương sinh. Tuy nhiên là bổn mạng nó cũng có một vài cái suy thoái nhẹ, hoặc là bệnh nhức đầu sổ mũi gì đó, sức khỏe mình không được tốt lành lắm. À, có thể nói tháng năm tháng này hình như là tháng đầu mùa đông này, cho nên chắc hơi lạnh, cho nên là mình sổ mũi nhức đầu, chuyện đó chuyện bình thường đó các anh chị á. Chỉ cần người giáp thìn thì chỉ cần làm ăn có tiền ha, gia đạo ổn định là người giáp thìn khoái rồi, còn sức khỏe nó suy xuống xíu cũng chả có vấn đề gì. Từ vốn dĩ người giáp thìn là những người có sức khỏe tốt, chữ giáp cũng thìn nữa ha, bay nhảy nhiều, sức khỏe rất là ok, cho nên là sức khỏe mà suy yếu một tí xíu đối với người giáp thìn dù nam hay nữ mạng không có vấn đề gì. Rồi tháng 12 âm lịch là tháng Ất Sửu, một tháng kim. À, mệnh cũng như tháng 11 là hỏa khắc kim, bổn mạng tương khắc tháng ha. À, đề phòng tai nạn mà nhẹ thôi. Giáp Ất, chữ giáp với là chữ Ất á, là không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về tử vi. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành đó, thì hai cái chữ này nó cùng hành mộc. À, thì cho nên là nó không có vấn đề gì. À, thậm chí là nó còn tốt cho công việc. Như vậy là tháng 11 và tháng 12 là hai tháng tương đối tốt ha. Cuối năm mình, đầu năm mình có thể thất bại, cuối năm mình gom lại cũng được, không sao. Rồi, thiên can là như vậy, còn địa chi á, là thìn tuất sửu. Thìn sửu a là thuộc nhóm tự hình, nhưng mà đỡ một cái á, là thìn với sửu á, là thìn tuất sửu mùi á, nó cùng hành thổ. À, cho nên là không quá xung khắc với nhau, và nạp âm của hành nó cùng hành thổ mà. Thìn với sửu thì nó lại xa nhau, cho nên là nó bị tự hình. Cái sự xung khắc của cái tháng này đối với về địa chi nó không lớn lao cao lắm, không vui vẻ chút xíu với người nào con cái, nhất là những đứa mà như là em đã làm đó, những đứa mà dưới 21 tuổi, chứ còn lại thì không có vấn đề gì. À, như vậy là trải qua 6 tháng đầu năm, mà hiện tại là mới có giữa tháng 4, thì có đầy cái khó khăn. Thì 6 tháng cuối năm của cái người mà giáp thìn sinh năm 1964, dù là nam hay nữ mạng, đều cũng có những cái tín hiệu tích cực hơn là 6 tháng đầu năm. Và hy vọng rằng với những cái sự tích cực của cái 6 tháng cuối năm này sẽ phần nào giải quyết được những cái khó khăn mà các anh các chị đã gặp phải trong 6 tháng đầu năm, mà chính thức là hiện đại mới có 3 tháng rưỡi thôi, đầu năm thôi mà đầy khó khăn rồi, để cho nó tốt đẹp hơn. Thì đó là có những cái tuổi thì em đã làm cái vận hạn, cái tử vi của cả năm rồi, thì em sẽ nói sơ như thế này để các anh chị có phần ứng dụng vào cuộc sống của mình, ứng dụng vào những cái công việc mà mình lo to. Thì vốn những người giáp thìn hay lo xa, thì biết trước để mà phòng ngừa thì cũng là một cái điều tốt đẹp. Nếu như các anh các chị tuổi giáp thìn xem video thấy hay, nhớ xin cho em bấm nút like và chia sẻ để nhiều người tuổi giáp thìn cùng được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký
kênh của anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video về tử vi, phong thủy, có thể là của tuổi của người thân, bạn bè mình. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Trân trọng chào mọi người.